nơi gần đây như tầm Nạc Sa, Hòa Con, Ốc Vin, tầm Vì Mì hay là ông đâu tầm Việt Nam thì ốc nào trước được mình đây khai tạo lạc đi mồm coi mồm bước thì có anh ra kết hè tầm Nạc Sa ra kết một sông ốc mà nào đấy thì cực xa ôi ai đông kia Nạc Sa hè dương bạc hè ôi ai kia một nạch hè chân ta nắc xa im hè nấy tụi mình là tức an thành bảo u trai khen đồng là im răng đuôi hay mạc dế thì chân thì u khen bước mình bằng kinh tế là ngài cầu thật ra cũng không cũng một cái ngày ông đâu ra thì dân là nhóm thì đầu dân kia đầu này là ông vui con ngập ra mà ông vui con ngập ra để làm ăn mặc quần ra mà không cần nghiên để mặc mặt đến tuần hai tuần đi thì qua ngân hay được tầm đi ra cơm hệ nó là móc tầm say thì ôi nên thì cần ai hè lạc can sạc trong em đau cá và kết bằng ngay là ra nữa thì một cái đông của mình qua là hè và quay ra qua là chỉ quay ra cá là ngồi chế xếp đen dương bác mặc quay ra thì ôi ào mà không ăn nhìn tôi sức nào đang được ngơi kèm hai tầm ba tạc lơ đấy từ hoạt thường chí thì tầm tôi sức nào rút nàng ai may móc bằng nhỏ ra đây kia nào mùi rinh tức mà tiến tộc thì tiền nào cũng có bạc lên bạc trị thì hãy sổ quanh cái này là hãy kiếm đối xuất nào đang đúng ấy chứ thì hãy là bạc đối xuất nào lúc đấy thì mình hãy xài con lên đối xuất nào lúc bố bè cho tốt tất chất mà con thì nào dân thì chính được bố thì xuất ý giúp tổ ký đoạn 3 từ câu 7 đến 14 chúng ta cùng nhau học sáng hôm nay thì cần đôi sức nào gần hơn ấy đôi sức nào lúc một ba tròn phất tất tròn chiếc mong quán nên chừng nào hèn tin trên ôi ấy thì mong nào hèn sáu tầm bốn tròn ấy nàng ai ông rút ông nô hèn họ tăng chi phù hề tì tầm đôi sức nào gần hơn ấy nàng là nâng cực cơ nồng cát mà nghiêm ra hè phù cho hè thì mình tin trên tầm ôi ấy cướp tên rắc tâm đối xuất nào bằng người ấy. Ra như là lắc hoa cướp họ sân ra hoa chi nào lý ni phùng bòn là cướp tâm gọi ý chim. Chỉ cướp tăng nào phân bằng tay đi mà giờ phùng hoàn can phân bằng. Chỉ ngân cướp ít na nào lý ni phân bằng. Cướp chưa tái kề là mà kề ra, kề mà ra phân bằng cướp tay phùng ý chim. Chỉ dân leo khăn băng hành mà tu tốc pri quá huynh chỉ đi tay lên chìm gó kết ngờ sồn xá chỉ đi chạc xuất chìm tốc phùng can an phùng hít ít phùng amurit phùng phadisit phùng vi hebit chỉ đi phùng yo suýt cúc tôi nhầm tương đồng ai quên ta tên phùng Israel hào tất mà cực chi nắp mà cướp họ sáy chim phùng y chim tôn chốt thân bằng phô ri a bá ư quét hôm tàn kề má cướp dung mạnh hắn mà pha rô ôn kề leo bòn lan cướp chim bòn lan Israel tù lúc phước gọi y chim tên được tương đồng mỗi đợ lát vô cực chi tình cực chàng hàn tắc mà phá rõn kể dân leo bòn là Israel từ lúc quân ngồi ý chìm. Răng nuôi lạc quán cướp mà nào cũng chê mà máy ai chìm nào cướp mà ăn mà mày kích cướp chìm nơm cho mày hẳn ta lạc mày dân leo chìm phùng bòn là quân ngồi ý chìm chỉ đi khẩn máy
Chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh trong ba thứ tiếng để chúng ta học hỏi với nhau. Tầm ba tiếng năm ngoài, kiểu hành tình trên cực đặc lo ta. Quay ra kiếp ta là cực cú, mô là cực tức. Tam phương ngai, quay ra kiếp ta bắn, nào cực minh. Nào bà ấm, cô tụi em ba chứng mà xin, tròn về, hay là ngoài về. Quay ra kiếp ta là cực cú, mô là cực tức. Ở bước ra đu cho tao đông phòng phùng con lấy mặt rành ra. Đưa hên như hơn phân phá mặt rành ra. Chỉ như hơn chắc ngơn núi nâm. Kề mặt can rành ra. Nhìn bạc mày thì chiên trái quẹt mặt tên. Một đông ước rành ra cho mày sắc phòng phùng con xa ấp tiêu. Đưa nhiệt, đưa xa, đưa chọc, đưa ngút. Ảt dân phòng phùng con khét động. Một ngã ước của anh đã hiện bình xa 50 người. 50 người chính nào người đi. Ước của anh đã ẩn hiện xa 50 người. Giác 50 người. Chỉ đi từ kích tử văn nhột ra. Tầm nuôi nâm. Tầm mắt nó mình. Chẳng thẳng mắt ra đủ ba cuộc tô. Mắt nó mình hiện. Anh hiện từ xa cổ khai tròn kêu tầm 50 người à. 50 người chính nào người đi. Chia ngân mà hiện kích. Chia ngân mà hiện tử văn. Chia ngăn mà hình nhốt ra. Đó là một kiếp ra không phải xâm tí. Xâm con, xâm ba cuốc tôn. Mắt tầm nuôi nâm hình. Em tôi kích ổn. Mua còn gì hơn cô trò ba tầm tí của anh rạng nọ. Dành của anh ta đông hút chặt nghi đi. Tầm nào người ấy. Để mà nào mấy người từ hôn bê tầm nuôi nâm. Tầm áp nơ bồ phùng gòn. Xâm tí con. Thì mà tí có. Ra qua tiếng năm nào của anh ta ít. Là qua mà phê đây bàn đu. Còn chờ lấy năm, năm người tập tí của anh ra. Mà còn phải yên vị. Amen. Lão ác, cần hề cú. Lão ác mà bác sư hồ ngân nhiên. Ôi ơ, hãy sao đi bác hề bằng sợi tôi. Thì tầm một ngày nào. Lão ác mà bác anh ra hãy nhìn. Hãy tìm riêng nào bác một người tròn tóc. Anh mà hề sau tầm sự sức nào bác một người nào rõ. Bộ tìm hẹp phê chức mà xin tròn nha. Hãy sáng ta quay ra kiếp, ta là cực phúc, mô là cực tức. Hãy sáng chìm, quay ra, hè tức tách. Mong hè kề kiếp mình, hè sáng là quay ra hè bằng kiếp, thì nghe cái này. Mong bước quay ra hè bằng kề kiếp, thì lẽ cách đấy. Tại sao Chúa chúng ta biết tất cả những gì chúng ta đi hoặc đứng hoặc chúng ta suy nghĩ? Ta tốt quay ra hè khúc, chỉ mắm quay ra hè chi, ta là hè quay xí ru nào nấy, thật mình là hè sạc ấp tiên. Quay ra chìm ra, mà lẽ ngôi bằng chìm ra, nơm chắc quanh, chỉ đi mất mơ, nạc tù, thật gì còn đi. Nào quay ra bư, chỉ đi nào quay ra mình, ta là quay ra tịch bư thun tiên, còn một khách là rạp, ta ấp, mà là phòng ếch bư thun lưng, ta quay nét hả?
Chúa muốn tạo nên một cái trại đất này không bao giờ học chuẩn bị những gì để mà làm một cái trại đất. Và Chúa không bao giờ làm một cái gì để chuẩn bị một cái gì đó để mà đủ xây cất một cái điều gì. Quay bạc mùn rác ô thun tiên đơ kê bà bằng đức chi. Và quay bạc cơ đồng ngơi, Chúa có thể phán rằng những gì Chúa phán sẽ thành việc đó. Chỉ mắc đưa can quay bạc bằng ít bư, chỉ bằng cơ đồng ngơi, chỉ lẽ nào bằng ngơi này, trời chiên gật này. Chỉ ra nữa, chỉ quay bạc hay quay bạc kiếp, ta là cực phúc, mùa là cực tức. Quay bạc kiếp, ông nuôi ông nô phùng cho ế, đã ra ta là hề mơ hề chì, ta là hề khúc, mà là hề tức, mà là hề minh, tầm chua nay sắc hề. Quay em ra bằng kể kịch lệ một. Khá ta là con nít hề, ô sai, khúc trên phùng có bít, thì mong tóc ô hề hắn, mà là sai hề hắn, chỉ là hề kích bằng hành can, mà là hề kích bằng, chỉ là mô bằng sức. Hai cái lòng kích tùm này, biết quay ra, bằng kích tình lẽ, ta tốt khè hắn, mắc can hè vư, mắc nào vinh hè vì. Chúa biết tất cả những gì chúng ta là, khi chúng ta ngồi, hoặc khi chúng ta đứng dậy, hoặc khi chúng ta suy nghĩ trong ý tưởng xấu trong lòng chúng ta, thì Ngài đều biết hết. Dù ta đã ở trong đầu hè, hè kích quay ra, chiên quay ra, hay sao là mô kiện tóc bằng một dưới sao? Hay còn nít rằng còn nít y hèm có đồng sao kiếp nào mục mắt mọc sắc chỉ đi hè trên cho bông cho ao ao quát nấy chỉ đi còn quát đông là ao hay cho dông nấy và dông đông. Chúng ta có thể nhìn bề ngoài con người chúng ta thì nếu chúng ta mặc áo đẹp thì cái người chúng ta cũng đẹp. Chúng ta mặc áo xấu cái người chúng ta xấu. Mà chúng ta không thể biết được ở trong con người chúng ta đang có gì. Thêm một cái chỗ tâm sắc chân hề. Kịch quá, kịch dơ, tâm sắc hề. Kịch đàn cá, kịch câu. Thịt mồ ôm, mua thịt. Chúng ta có thể biết ở ngoài thì có thể sạch sẽ, nhưng ở trong có thể dơ bẩn, chúng ta không thể biết được. Chúa biết tất cả. Chúng ta have the point là phải. Chúng ta không bao giờ giấu những gì trước mặt Chúa. Chúng ta có thể giấu trước mặt người ta, hoặc trước mặt vợ, mặt chồng, hoặc người bạn hữu mình. Thì trước mặt Chúa chúng ta không bao giờ giấu. Chúa Giêsu hay kiếp ra, quay ra hay nơm hay dứt ba, quay ra hay nơm ý ba can, quay ra hay hẹp in là hay dứt ba ôi ai chi quay ra kiếp là ngôn mà Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng.